Hello anh em, trên tay mình đây là Audi Cypher IEM Bluetooth module Thì cái module này là cái adapter để mà anh em có thể gắn vào hai cái tai nghe sử dụng driver Plana Magnetic rất là thành công của Audi đó là iSyn 10 và lại iSyn 20 để biến chúng trở thành một cái tai nghe wireless uh, cái module này nó sử dụng Bluetooth À, hỗ trợ PT HD nè Dây được build rất là dày, rất là chắc chắn Pin thì xài được 8 tiếng Và thời gian sạc đầy của nó là 2 tiếng đồng hồ Thì như anh em có thể thấy ở đây Thì mình đang cắm sẵn ở đây rồi Và cái hộp của nó nó chỉ có như vậy thôi Với lời cô sẽ hướng dẫn sử dụng mà thôi Đó thì cái khi mà mình nghe thử thì mình cảm thấy nó rất là ấn tượng vì tiếng nó khá là trong và tiếng nó khá là sạch thì ở trên dây của nó nó sẽ có hai nút tăng giảm âm lượng một nút play pause de power luôn thì nó có cả microphone để anh em có thể đàm thoại nữa rồi và cái cổng sạc của nó là cổng sạc micro usb được tiếng của con này khá trong trẻo khá sạch sẽ và không có bị nhiễu gì cả mình khá là thích rất cảm ơn anh em đã theo dõi